Phần 3. Là đảng viên, người lãnh đạo một đoàn nghệ thuật quân đội, dù cố gắng đến mấy để đóng kịch, là kẻ vững lập trường, tôi vẫn không sao tránh khỏi bị những cơn lốc điên cuồng đó dập lên vùi xuống. Bên cạnh những thành phần cốt cán, tôi chỉ là một phần tử phức tạp, xuất thân từ thành phần tạch tạch xè, chuyên đọc và tàng trữ sách Tây. Hơn nữa gia đình tôi lại là những phần tử theo địch, vì bố mẹ tôi đã cùng 6 đứa em vào Nam năm 1954. Chuyện bố mẹ tôi đều là công chức chính ngạch, phải đi theo sở làm, chỉ là cách nói, không có giá trị biện bạch. Trong những cuộc đấu tranh điên cuồng, với khí thế cách mạng hừng hực, người ta đã làm những việc có thể nói là dã man nhất đối với những người từng vào sinh ra tử suốt 9 năm đánh Pháp, như là tra tấn, bỏ tù, đưa đi cải tạo hàng loạt đồng chí với các tội danh hết sức vu vơ. Chính tôi cũng bị đấu tố, o ép, bị bắt phải nhận những tội tôi không hề phạm phải. Sau này khi những thiệt hại đã sừng sững trước mắt, không thể chối bỏ, không thể che giấu, đáng buộc phải sửa sai thì bao số phận đã tan nát, không thể nào sửa được nữa. Chưa kể những sai lầm không có tên và những nạn nhân do chúng gây ra chẳng bao giờ được sửa. Một số đã mất gia đình, sự nghiệp, nhất là tinh thần và lòng tin để có thể tiếp tục kề vai sát cánh với những kẻ xưa kia nhờ đấu tố mình đã leo lên những cương vị mà chúng chẳng bao giờ đảm nhiệm nổi. Chính vốn liếng học vấn của những người thuộc tầng lớp tạch tạch xè chúng tôi đã khiến bọn cơ hội nhân danh đảng ganh ghét, tìm mọi cách loại trừ. Dù căm tức trong lòng, ngoài mặt chúng vẫn thơn thớt nói cười, vỗ vai vỗ vế, vẫn phải cắn răng sử dụng chúng tôi chừng nào chanh chưa hết nước. Chính hoàn cảnh đó tạo nên nhân cách của lũ tiểu tư sản lạc loài, là đầu hàng, cam chịu, chấp nhận tất cả, cúi đầu nghe lệnh, làm việc qua quýt, im lặng để yên thân, để kiếm miếng cơm manh áo. Thậm chí nếu giỏi đóng kịch, giỏi lừa dối, kể cả phản bội bạn bè, có khi còn được thăng tiến vì đã tiến bộ. Riêng tôi, trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi đã chọn con đường thứ hai, con đường sống hèn. Nhưng làm sao cóc có thể im mãi khi trời đổ hết cơn mưa này đến cơn mưa khác? Hơn nữa, con cóc Tô Hoài lại không chịu ngồi đáy giếng mà cứ hay nhảy đây nhảy đó để ngóng trời. Chính cái vốn tiếng Pháp ngày càng được cập nhật do hoàn cảnh hòa bình trở lại đã giúp tôi hiểu rằng trời không chỉ sắp mưa mà còn mưa lớn, còn giông bão nữa. Tôi bỗng hiểu ra hà cớ những thằng bạn cũ của tôi sau ngày chiến thắng lại bỏ ngũ xuống Hải Phòng, vào Nam để trở thành kẻ chống cộng đến cùng bằng ngòi bút và cả súng đạn. Trước lúc chọn con đường mới, khi chia tay tôi, cậu Tâm, nguyên là trung đội trưởng trong tiểu đoàn ký con, còn nói với tôi một câu bằng tiếng Pháp làm tôi ớn lạnh nhưng mà suốt đời không thể nào quên. Chúng ta đã lầm đường, không có chủ nghĩa cộng sản ở cái đất nước này đâu. Sẽ đến lượt mày là đối tượng để các nhà chính trị phát động một cuộc cách mạng mới cho mà xem. Và thật trớ trêu, sau 30 năm vắng bóng, hắn trở về giữa Sài Gòn trong bộ cánh Việt Kiều Canada, chủ một nhà hàng ăn lớn ở Quebec, có con là bác học nguyên tử sắp về giảng dạy gì đó ở cả Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt. Gặp lại tôi với tư cách bạn học cũ, lính cụ Hồ cũ, hắn hễ hả nhắc: "Mày thấy không? Cái chủ nghĩa cộng sản thiên đường này thì làm gì có?" Với những chứng minh thực tế của nền kinh tế mở, toang hoác, với sự cách biệt giàu nghèo sờ sờ trước mắt, cụ thể là căn hộ thuê của nhà nước, lủng củng những đồ vật tầm tầm vứt không ai nhặt của tôi, với sự xâm nhập chưa từng có của lối sống, của nghệ thuật, của chữ nghĩa, quảng cáo, mốt áo, váy, tóc tai, thời trang quậy phá, còn hơn cả Mỹ ở ngoài căn hộ ấy. Hắn vạch ra cái đúng của hắn. Chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn một thiên đường ở Việt Nam là cái chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Như một võ sĩ về già bị dồn tới góc võ đài, tôi chẳng dám gật mà cũng chẳng dám lắc. Hắn nhắc tới một số bạn đồng khóa đồng niên giờ đã về hưu với đồng lương khôi hài mà hắn đã đi thăm ở Hà Nội, Sài Gòn. Tất nhiên có cả tôi trong đó. Rồi nhận xét rằng hầu hết các bạn đều sống có nhân cách nhưng quá cực nhọc những ngày cuối đời. Hắn ước sao là triệu phú,
để có thể mời tất cả bạn bè cùng lớp, cùng đơn vị sang tham quan Canada một tháng, để thấy con đường hôm nay của Việt Nam đang đi chính là con đường mà Canada đã đi cách đây cả trăm năm. Chỉ có cái khác là nền kinh tế thị trường ở đấy không có các nhà tư bản đỏ, nghĩa là những nhà tư bản không cần vốn. Các nhà tư bản thứ thiệt ở các nước văn minh phải nhảy từ lầu 32 hoặc là bắn một phát súng vào đầu khi xí nghiệp của mình phá sản. Họ không biết vén tay áo xô đốt nhà táng giấy khi bỏ ra cả trăm triệu để chiêu đãi một nhà đầu tư dỏm nước ngoài, mong chấm mút được số huê hồng khi ký kết hợp đồng. Sau khi đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, hắn kết luận: "Tao là một người yêu nước không gặp thời, vì tao không chấp nhận cái đạo của chúng mày, nên tao trở thành một kẻ yêu nước lưu vong." Ôi, cái thằng tâm học dốt như bò, cái thằng từng bị thương vì đạn Tây trong một đơn vị lừng danh một thời ở mặt trận Đông Bắc, hôm nay không hổ thẹn chút nào về hai tiếng phản bội. Hôm nay trở về, hắn còn lên lớp cho tôi nữa, mà lên lớp toàn bằng tiếng Pháp. Hắn nhớ khi còn học chung tôi giỏi tiếng Pháp, nên muốn thử lại cái vốn tiếng Pháp của tôi đấy. Tôi chỉ biết ngậm hột thị trước thực tế quá phũ phàng mà hắn đã tích lũy từ bao giờ không biết về thực trạng nền kinh tế thị trường bập bẹ ở Việt Nam những năm cuối thế kỷ thứ 20. Đến câu hỏi cuối cùng: "Mày hãy chỉ cho tao cái gì là xã hội chủ nghĩa ở nước này?" Thì tôi bị đo ván. Tôi đành tìm cách chặn lại: "Cẩn thận, ở đây không thiếu người biết tiếng Pháp đâu." Hắn ré lên cười kết luận: "À phải, đó là cái còn lại của chủ nghĩa xã hội, cấm nói sự thật." Và chúng tôi rẽ sang chuyện bạn bè cũ. Té ra hắn có điều kiện để nhớ tới bạn bè đồng khóa đồng ngũ hơn tôi. Hắn đọc vanh vách địa chỉ thằng còn sống, thằng đã chết, rồi buông một câu: "Chữ nghĩa thằng Tây nhồi nhét cho chúng ta, đi lính cụ Hồ thì phải giấu giấu giếm giếm. Ngày nay nước nhà yên bình thì khắp nơi tiếng Mỹ, văn hóa nghệ thuật Mỹ công khai tràn lan, chẳng ai đụng đến. Mày biết không, ngay ở Pháp, ở Anh, sang thế kỷ thứ 21 sẽ không còn Shakespeare, Montesquieu, Voltaire, Banja đâu. Văn chương nghệ thuật Hollywood đang và sẽ tràn ngập khắp hành tinh, có thánh mới chống được." Tôi cũng buông một câu cho sớm kết thúc: "May mà lúc ấy tao với mày chẳng còn sống để mà phải quan tâm." Một cách tối ưu để cắt đứt câu chuyện bỏ dở và cái kết cũng sẽ có nếu cả hai đứa tiếp tục sống được đến năm 2010. Lẽ phải chân lý thuộc về nó là cái chắc rồi, nhưng làm sao tôi cứ thấy nhục ơi là nhục. Chẳng lẽ tôi đành thú nhận: "Đúng, mày đúng." Từ khi rời ghế nhà trường đi vệ quốc đoàn, tao và những thằng như tao đều mất nhiều hơn được. Thế mà không ít thằng già tay trắng trong thế hệ chúng tôi hôm nay vẫn cố nắm chặt cái thẻ đảng, khư khư ôm mớ huân chương bạc phếch, ngong ngóng chờ dịp nào đó được lớp cộng sản kiểu mới thương tình bố thí cho một khoản trợ cấp người có công. Sự sống khốn khó sau cuộc chiến đấu trường kỳ cho độc lập, tự do và hạnh phúc đã đưa cả lũ chúng tôi vào trạng huống hèn hạ suốt đời là như vậy đó. Ôi, cái đầu biết nghĩ, trái tim biết xúc động làm khổ những con người có học như tao, như chúng mày đấy. Các bạn của tao ơi, thằng giàu có bên xứ người cũng như thằng trắng tay trong lòng tổ quốc đều có nỗi đau tự đánh mất hết tuổi trẻ của mình. Chúng mày cảm thấy lạc lõng giữa trời Âu Mỹ, còn tao đau hơn, thấy mình lạc lõng trên chính đất nước mình, ngay giữa lòng con cháu mình, một cuộc tha hương trên đất mẹ. Phải chăng tội của tao và chúng mày là chẳng may đã là người có học? Những kẻ vô học hãnh tiến với cái túi đầy áp đô la đâu phải đau nỗi đau của bọn mình. Chúng nào thấy gì khi học đòi tất cả mọi cái của nước ngoài, kể cả những mốt xấu xa nhất. Ngày xưa chúng ta gọi những tên hay xì xồ tiếng Tây hay to moa ầm ĩ là đồ lọ. Hôm nay chẳng ai dám lên tiếng, thậm chí còn cười hô hố, khuyến khích khi thấy các cháu mẫu giáo sớm ai du từ tuổi lên ba. Cái mà ông già Nguyễn Xuân Khoát nói là mất nước về âm nhạc thì hôm nay đã nhỡn tiền. Mất nước về văn hóa, về kinh tế, về phong cách sống là mất cả linh hồn lẫn thể xác. Điều mà súng đạn nhà tù không làm nổi thì hôm nay đồng đô la làm nổi.
không cách nào cứu vãn được tâm hồn đạo đức của một dân tộc khi cả dân tộc đó chạy theo một cuộc thi kỳ quái được công khai khuyến khích làm giàu. Đáng sợ hơn là người ta thi nhau làm giàu trên cơ sở hai bàn tay trắng và cái đầu rỗng tuếch, cái mồm sẵn sàng nuốt tất cả sắt thép, nhà cửa, gỗ, quặng, xi măng, tiền vàng. Đất đai là của trời ơi, của chùa, giờ đây nằm gọn trong tay kẻ có chức có quyền. Cái chủ nghĩa tư bản rừng rú, cái thị trường tự do định hướng xã hội chủ nghĩa có 102 trong lịch sử loài người đã đẻ ra những quái thai tư bản đỏ, không tài, không bốn và hầu hết không đầu. Té ra cái gọi là lương tâm, chỉ có lớp chúng ta mới được học đến nơi đến chốn. Lương tâm đối với nghề nghiệp, đối với đồng loại, đối với lời hứa, lời thề. Và trước hết, trên hết là đối với bản thân mình. Chúng ta mới dại dột làm sao, chúng ta đã đánh đổi lương tâm trong sáng ấy, lấy một thứ lương tâm đen tối không phải của mình. Lương tâm thời buổi đánh nhau của tao, của chúng mày, ơi các bạn của tôi, đều là lương tâm của người khác, lương tâm của ông Diệp, ông Thiệu chống Cộng sản, lương tâm của ông Mác, ông Lê, ông Mao, ông Hồ, không khoan nhượng với kẻ thù giai cấp. Cái lương tâm thuở ấy của chúng ta cao đẹp biết bao, nhưng các nhà cách mạng giả hiệu, cả quốc gia lẫn quốc tế, đã lợi dụng sự khờ khạo của chúng ta để nhào nặn nó thành một thứ lập trường giai cấp hoặc là lập trường chống cộng. Bất cứ ai đã đứng vào một trong các lập trường ấy là mất bén cái lương tâm, đúng nghĩa nhân bản. Chỉ còn lại cái u mê đến ngu độn, lao vào thịt nhau cho đến khi bị người khác thịt vì không cùng một lương tâm với họ. Trải hơn nửa thế kỷ đi tìm con đường hợp với trái tim khối óc, đã biết bao thằng học trò thuở 18 như tôi là nạn nhân của sự u mê, đã lầm đường lạc lối và trả giá bằng đủ mọi cách. Có những tên ghét Tây đến cùng cực, lấy mạng sống ra đuổi quân xâm lược để rồi chết đi với ô danh phản động. Có những tên gục xuống trước mũi súng của bên đối lập về tư tưởng, vẫn hô đả đảo thực dân Pháp bằng tiếng Tây. Đó là trường hợp Phó Bá Hùng, trường hợp của đội tuyên truyền xung phong của đạo của Nở, hy sinh ngay từ ngày Hải Phòng mới nổ súng, không một tấm huân chương, không một danh hiệu anh hùng. Đúng vậy, những gì làm chúng tôi sớm có trái tim yêu nước, yêu tự do và độc lập, chẳng phải do một anh hai, anh ba hay Bác Hồ, Bác Tôn nào, chẳng phải do Đảng Cộng sản hay Đảng Lao động nào tuyên truyền, giác ngộ cho cả. Chính văn hóa Pháp đã giúp chúng tôi thấy được cái đáng yêu, cái đáng ghét, đã mở đường cho chúng tôi đến những lý tưởng chân thiện mỹ. Cũng chính vì cái vốn nhân văn được giàu có thêm nhờ tự học, tự đọc, nhất là được thực tế cuộc đời dạy thêm, đã đưa lũ chúng tôi đi theo cách mạng, lòng phơi phới như cờ gặp gió. Nào ai ngờ, chính cái vốn học thức cỏn con đó đã gây bao khó khăn cho cả cuộc đời bọn tôi sau này. Vào thời ấy thậm chí chẳng ai hiểu cái lập trường vô sản nó ra sao. Ngoài cái ghét Tây và mong muốn nước nhà độc lập tự do, những con người đi tiên phong, sớm lên đường cũng sớm hy sinh, đó chính là lớp trẻ cùng thời với tôi. Tất cả những ai đã dám bỏ cả sự nghiệp lẫn tương lai để lên đường làm cách mạng, sau này có dịp tâm sự khi gặp nhau, đều thừa nhận một điều là chúng tôi đi với cách mạng là nhờ những gì tiếp thu từ nền văn học nhân bản Pháp. Đấy là nói về lớp người có Tây học sau này bị khinh miệt gọi là tạch tạch xè, bị hành hạ khốn khổ vì cái sự học ấy. Cũng như mọi người Việt Nam, chúng tôi đi với cách mạng giải phóng dân tộc đơn giản vì không thể chịu đựng thân phận nô lệ. Nhớ tới những ngày đầu cách mạng, đứng vào đội ngũ những người cầm súng đánh Tây, tôi không khỏi nghĩ tới những chàng trai tài hoa đẹp trai, học khá đã ra đi, kẻ Nam tiến, người Tây tiến. Hàng loạt đã bỏ xác không tờ giấy báo tử, một số ít nay còn sống, mỗi khi có dịp gặp nhau, đều nhắc đến những bè bạn đã vĩnh viễn ra đi. Vũ Đang, Minh Thái chết ở Tiên Yên, Ba Trẻ, Tài Kính, Đăng Ích chết ở Thị Nghè, Biên Hòa, Kỳ Năng, Tử Thanh, Tử Giang, Kỳ Vẫu chết ở mặt trận khu 3, đường 5. Những người còn sống đến nay chẳng anh nào leo lên quá các chức trung đoàn trưởng như là Lê Quân, Tuấn Sơn, mà đều lẹt đẹt ở cái đại tá chiếu cố trước khi về hưu là hết mức. Tất cả đều là những phần tử chậm tiến bộ với một lý do duy nhất: họ hiểu quá nhiều, biết rõ từng con rận trong chăn,
nên chết vì sự hiểu biết quá nhiều đó. Vẫn là cái lương tâm học được ở 12 năm đèn sách. Nó không cho phép nghĩ và nói theo cái đầu và cái mồm của người khác. Tư cách của một con người có học không cho phép nói đen thành trắng, không cho phép khuất phục, quỳ gối, thậm chí nô lệ để đổi lấy một chỗ ngồi bình an mà họ từng có quá đủ và từng vứt bỏ tất cả để ra đi. Tính bi kịch dài của những cậu tú, cậu cử đi theo cách mạng, về sau mới biết là vô sản, bắt đầu từ chỗ đó. Có thể tóm tắt là chính cái vốn kiến thức, cho dù là Tây học, đã giúp họ vươn tới khát vọng độc lập tự do và đã hình thành một lớp tiểu tư sản trí thức đầy nhiệt huyết với Tổ quốc. Nhưng cũng chính những gì họ mang trong đầu, trong tim suốt 18 năm đã ngăn cản bước đường thăng tiến, thậm chí không thể dung hòa với một bọn lãnh đạo luôn coi họ là thành phần tiểu tư sản trí thức không đáng tin cậy, thậm chí là đối tượng cần theo dõi, cải tạo, đôi khi cần thẳng tay trấn áp nữa. Những cuộc rời bỏ cách mạng, dứt áo ra đi của Ngọc Bích, Phạm Duy, Canh Thân, thậm chí của cả một số chỉ huy quân sự cao cấp thời chưa có sư đoàn như là Hai Giá, Hai Trí, Trần Ích, Chu Đằng mà tôi có dịp sống gần, đều do cái nguyên nhân rất cơ bản, họ không được lòng tin của những người nhân danh cách mạng, do họ không muốn và không thể nói và làm theo cái đầu của người khác. Vậy mà tôi, một thành phần cũng chẳng kém, cứng cổ cứng đầu, tại sao tôi lại trụ lại đến cùng trên cương vị của một người lính cách mạng? Con đường rẽ ngang sang làm âm nhạc đã tránh cho tôi khỏi bỏ xác nơi chiến trường như bao đồng niên, đồng khóa, đồng hương. Nhưng chính con đường văn nghệ quân đội nữa đã biến tôi thành một con người khác, đẩy tôi vào một cuộc phiêu lưu đầy bi kịch suốt đời. Tôi đã thành một kẻ hai lập trường, một lập trường của tôi đích thực mà tôi cố giấu giếm, và bên cạnh nó lập trường của anh lính văn nghệ đảng viên Cộng sản Việt Nam mà tôi phải chìa ra trong mọi sinh hoạt và sáng tác hàng ngày. Nói trắng ra, tôi đã phải sống hai mặt, phải đóng kịch hoan hô những cái tôi không muốn hoan hô, im lặng, thậm chí gật đầu trước những gì tôi không tán thành. Nhưng hỡi ơi, làm sao đóng kịch mãi mãi khi cuộc chiến tranh và đời sống quân ngũ cứ kéo dài, như tưởng chừng chỉ có chết mới kết thúc. Và thế là trước sau rồi cũng bật ra cái mất lập trường trên từng vấn đề cụ thể, trên những sáng tác riêng tư và nhất là trước các sự kiện chính trị trọng đại như cải cách ruộng đất, sửa sai, cải tạo tư sản. Nhất là sau này, từ sau những hội nghị các đảng Cộng sản và công nhân họp hết lần này đến lần khác để tìm một đường lối chung mà vô phương, thay vì đoàn kết chỉ là lớn tiếng cãi vã, thậm chí choảng nhau. Và tôi đã thấy cái được gọi là phe ta không còn là một khối thống nhất từ Bá Linh đến Vĩnh Linh nữa rồi. Khi chính ở những nước chủ nghĩa Cộng sản ra đời cũng như lần đầu tiên được áp dụng, người ta đã kêu to lên, vô sản tất cả các nước buông nhau ra, đối lập với khẩu hiệu vô sản tất cả các nước liên kết lại của hai ông tổ Marx và Engels. Thì phàm ai không mù cũng thấy tương lai của các nước gọi là xã hội chủ nghĩa trước sau rồi cũng đi đứt. Nhưng đến được lúc ấy thì không ít người đã là vật hy sinh cho viễn kiến của mình. Lại một lần nữa, người ta nghĩ đến câu nói của người xưa, những kẻ có lý quá sớm là kẻ sai lầm. Với tôi, nó là chặng đường rằng rặc đầy bi hài của một kẻ ngu dại, một thằng ngốc. Một thứ nhân vật của Dostoevsky vừa đáng thương, vừa đáng ghét, vừa đáng khen, vừa đáng trách, vừa đáng nể, vừa đáng khinh. Gần 60 năm đứng trong hàng ngũ những người làm cách mạng, rồi chiến sĩ văn nghệ, đảng viên Cộng sản, chiến sĩ văn hóa vô sản, kỹ sư tâm hồn. Tâm hồn tôi luôn bị dày vò bởi sự phân thân bất đắc dĩ trước thực tế phũ phàng. Bước ngoặt định mệnh. Tôi không thích thơ Vũ Hoàng Chương cho lắm, nhưng câu lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ của anh, tôi thấy rất đúng, ít nhất là với lũ chúng tôi. Có lòng yêu nước, biết ghét thằng Tây thực dân, nhưng sinh ra và lớn lên giữa cái thời mọi sự đều đảo lộn. Đại chiến thứ hai với những đảng phái đủ kiểu, tên gọi mọc ra hàng loạt, rồi Nhật lật Pháp, có cờ mặt trời kéo lên, có tam tài hạ xuống. Chủ nghĩa Đại Đông Á với những bài ca
Aikoku, China Nozoru, những bộ phim võ sĩ đạo, những ngôi sao điện ảnh ca nhạc phù tang xinh đẹp kiểu Setsuko Hara đang lôi cuốn chúng tôi vào niềm tự hào Á Châu của người châu Á, thì bom Mỹ đổ xuống chợ hàng gia, quần ngựa, các trường học đều phải di tản. Mọi sự thay đổi với tốc độ chóng mặt. Mới cách đó có vài tháng, hàng ngày lớp trẻ Việt Nam còn buộc phải chào cờ Pháp, hát bài ca tụng vị cứu tinh của nước Pháp là thống chế Pétain, thì đã đến một thời khác với câu ca Này thanh niên ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, dưới bóng cờ Nhật và cờ vàng quẻ ly. Bảo đại, khâm sai, đại thần Phan Kế Toại, Trần Trọng Kim, ông nào cũng nói độc lập và hô hào dân chúng đứng lên xây dựng nước nhà. Tiếng đồn về một tổ chức Việt Minh được người Mỹ trang bị và huấn luyện, có cả máy bay hai thân tiếp tế, có quân đồng minh giúp sức, đã cướp chính quyền ở miền ngược. Còn giáp giới Trung Hoa thì cả ngàn quân cách mạng Quốc dân đảng đầy đủ súng ống do Trung Hoa Dân Quốc hỗ trợ sẽ trở về thủ đô cướp chính quyền. Lắm tin đồn, lắm chuyện dệt gấm thêu hoa khiến lớp trẻ lúc đó ngán ngấy cảnh học đường bát nháo, chỉ muốn xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu như một chiến sĩ anh hùng, hoặc chí ít cũng thoát cảnh bế tắc trong cuộc sống rối bời canh hẹ từ trong nhà ra ngoài phố. Chẳng có gì lạ khi trong một lớp học, kẻ theo Quốc dân đảng, kẻ theo Việt Minh, mà trong đầu chẳng hiểu ai cách mạng, ai cơ hội, ai phản động với ai. Với những nông dân nghèo sắp chết đói thì con đường cầm súng đánh Tây là con đường duy nhất để tự cứu mình. Lớp chúng tôi không nghèo đói nhưng chưa giàu tới mức có thể lánh sang nước mẹ như là Phạm Kỳ Nam, Thẩm Võ Hoàng, là lớp trẻ hăng tiết Việt nhưng đại mù quáng, sẵn sàng cầm súng lên đường theo bất cứ ai miễn họ nói đánh Tây giành độc lập. Chẳng có giác ngộ cách mạng cách miết gì cả. Thằng nào không bị mang tiếng phản động thì được người của Việt Minh móc nối. Tôi là người may mắn hay không may mắn, được Tô Kim Châu giáo dục tuyên truyền chủ nghĩa cách mạng chân chính. Ông bơm vào lắm huyền thoại về Việt Minh, về Nguyễn Ái Quốc cho ba anh em chúng tôi, Tô Như Khuê, Tô Huy Hoán và tôi. Những bài học chính trị và cả những bài hát như Tiến Quân Ca, ông mang về sau những chuyến đi vắng nhà cả tháng, đã khơi dậy trong tôi niềm tin vào chủ nghĩa yêu nước chân chính mà đại diện là ông Nguyễn Ái Quốc. Và cả ba chúng tôi đều trở thành chiến sĩ vệ quốc đoàn ngay từ ngày đầu cách mạng tháng 8. Tô Như Khuê suýt bỏ mạng ở Tiên Yên, ba trẻ sau này trở thành giáo sư đại học quân y, hàm đại tá. Tô Huy Hoán một thời làm tư lệnh trưởng binh chủng công binh cũng về hưu với hàm đại tá. Còn tôi qua hai trường quân sự tốt nghiệp có văn bằng hẳn hoi thì trở thành nhạc sĩ. Điều bi hài nhất trong cuộc đổi đời này là số phận của chính người giác ngộ cách mạng cho chúng tôi là anh Tô Kim Châu. Sau những năm hoạt động tích cực cho phong trào bình dân học vụ cho Việt Minh, anh theo kháng chiến, bẵng đi mấy năm không tin tức, tôi được tin anh đã dinh tê. Sau năm 1954 khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi trở về Hà Nội thì nghe tin anh đã vào Nam với chức trung tá luật sư trưởng lý tòa án binh ngụy. Năm 1975 tôi vào Sài Gòn gặp anh đúng một lần thì anh bị bắt đi học tập cải tạo. 11 năm sau anh mới trở về. Mặc dù anh là sĩ quan biệt phái làm chuyên môn do có bằng cử nhân luật, chứ chẳng cầm súng ngày nào. Anh chỉ có một tội không thể tha thứ là ngoan cố tới cùng. Suốt thời gian cải tạo anh không chịu nhận tội làm tay sai, mà trưng ra bằng chứng là anh đã nhiều lần phanh phui tội của các cấp chỉ huy cao nhất trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, như vụ Đỗ Cao Trí buôn thuốc phiện, vụ Nguyễn Văn Vĩ nuốt cả hàng loạt thang máy. Những ngày này, ở tuổi ngoài 80, anh vẫn không hối hận về chuyện phản bội cũng như là chuyện ngoan cố của mình. Anh nói, tôi là người yêu nước, nhưng tôi không thể nào yêu cái chủ nghĩa cộng sản của các chú được. Vì đối với tôi, nó cực kỳ duy tâm, nó là vô đạo lý và chỉ là một mớ lý thuyết phản khoa học mà một số người muốn dựa vào để kiếm chắc quyền lực. Khi tôi cọ sát với mấy ông cộng sản thì tôi thấy mình tránh xa các ông ấy là đúng. Bỏ cộng sản dinh tê vì họ đã phản động đối với tôi khi mời tôi ra làm việc như chú đã biết đấy. Đến hôm nay chú đã trắng mắt ra chưa? Còn gì là cái chủ nghĩa không có thực đó ở trên trái đất và ngay ở đất nước Việt Nam này?
Tôi không tán thành chủ nghĩa cộng sản, không tán thành cách làm ăn không lương thiện của mấy ông, miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Tôi không yêu nước theo kiểu các ông, vì các ông đã phản động đối với tôi. Tôi đi tìm con đường khác. Tôi thất vọng với đám Thiệu Kỳ bao nhiêu, thì tuyệt vọng với cái xã hội chủ nghĩa dã man của các ông gấp bội. Làm gì có chủ nghĩa cộng sản duy tâm ở trên đời này, và cái thiên đường cộng sản đó càng không thể nào có. Cũng chưa bao giờ có ở cái nước Việt Nam mà bất công xã hội có lẽ đứng đầu thế giới hiện nay. Cứ lấy ngay cái lương của ông, tức là tôi, của cháu Vũ đây, ra mà ngẫm xem, có bằng nửa lương của bà quét rác không? Ôi, con người đã giác ngộ cách mạng cho tôi cách đây 50 năm, hôm nay vẫn còn ngoan cố lắm, dù đã qua 11 năm cải tạo. Gặp anh Châu những ngày tôi bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, tôi như sống lại những ngày tiền khởi nghĩa, vẫn cái điệu bộ nói năng như đinh đóng cột của một ông sắp giật tấm bằng cử nhân luận, bỏ nghề đi dạy y tờ, lên chiến khu họp Việt Minh, trở về với điệu bộ nửa bí mật nửa công khai, báo cho chúng tôi biết Nhật sắp đầu hàng, thời cơ cướp chính quyền trong tay Pháp Nhật đã đến, toàn dân phải đứng dậy, ngòi nổ trong các thành phố phải là học sinh, sinh viên, vân vân. Lúc ấy anh Châu là thần tượng của chúng tôi, nhất là khi chính bố tôi cũng trở thành một thành viên tích cực hạng nhất của cái đảng gọi là Đảng Dân Chủ. Ông là người ghét Pháp cực kỳ nhưng cũng chống cộng kiên định. Ngay trong một gia đình như gia đình tôi đã loạn xì ngầu các màu sắc cách mạng rồi. Trước 19 tháng 8 1945 độ một tuần, tôi được kết nạp vào tự vệ chiến đấu. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là cất giấu 2 khẩu súng Nhật không có đạn và 1 khẩu bạc họt gãy bán gỗ cho Việt Minh. Còn bố tôi là thủ quỹ cho cái đảng mà anh Châu gọi là đảng xôi thịt. Sự phân hóa trong gia đình tôi càng rõ trong những ngày tháng 8 năm 1945 ấy. Tôi như người say cách mạng, còn bố tôi thì dè biểu, chửi bới hết lời. Phản ứng tức thời của ông ngày ấy là bỏ việc. Mặc dầu người ta vẫn tín nhiệm khả năng chuyên môn của ông, nhưng chức chủ nhiệm sở bưu điện đã thuộc về một người mà theo bố tôi là dân ngu khu đen. Vì sự cách biệt về chính kiến, giữa hai cha con thường xuyên nổ ra tranh cãi dữ dội, có khi kết thúc bằng một cái bạc tai nổ đom đóm. Cho dù lúc ấy tôi đã tròn 18 tuổi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa sự đàn áp của bố và quyết tâm thoát khỏi sự ràng buộc khi có dịp. Dịp đó đã đến khi đội tự vệ chiến đấu do tôi chỉ huy được lệnh của tổ chức. Lúc ấy tôi không rõ là tổ chức nào sẽ sát nhập vào tiểu đoàn vệ quốc quân đầu tiên, tiểu đoàn Thái Bình. Người chỉ huy tiểu đoàn này là ông đội Khố Xanh Dương Hữu Miên, ở cách nhà tôi có 3 căn. Cái đó làm tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Sau này tôi còn được biết thêm ông Ngô Lân, quản Khố Đỏ, trung đoàn trưởng trung đoàn Uông Bí, các ông An Giao, Võ An Khang, Mạnh Hùng, Hai Giá, Hai Trí đều từ hàng ngũ quân đội thực dân, nắm quyền chỉ huy nhiều đơn vị vệ quốc đoàn ở chiến khu 3 buổi ban đầu đó. Chính quá trình làm tay sai cho giặc đã khơi dậy ý chí quyết tâm đứng lên xóa bỏ thân phận nô lệ, và họ đã rời bỏ mọi thứ quyền lực, địa vị, gia đình, tiền bạc để đi theo cách mạng. Thời ấy một ông quản Khố Xanh, một ông đội Khố Đỏ đã được gọi là quan và có cuộc sống ngang hàng với một chủ nhiệm cỡ bố tôi, chứ chưa nói đến là một trung úy như ông Hai Giá, ông Hai Trí. Vậy mà họ ghét Tây, căm thù Tây, đứng lên cầm súng Tây bắn lại Tây. Tiếc thay, những con người đáng yêu và đáng kính đó càng sống lâu với cách mạng, họ càng thấy rõ chẳng bao giờ được cách mạng tin tưởng 100%. Trong lý lịch của họ không bao giờ xóa đi mấy chữ hạ sĩ quan quân đội địch. Tổ chức, sau này tôi mới biết đó là các chi bộ cộng sản giả vờ giải tán, không bao giờ coi họ là đáng tin cậy để đưa họ vào hàng ngũ những người tiên phong, ưu tú nhất của giai cấp vô sản. Mãi những năm 1950, hầu như các trung đoàn trưởng của các trung đoàn tập trung đầu tiên tại Liên Khu 3 vẫn không phải đảng viên mà chỉ là quần chúng cần được theo dõi, giúp đỡ, giáo dục. Tôi càng rõ hơn điều này khi được điều động về làm lính kiểng của Bộ Tư lệnh Liên Khu 3. Tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước hiện tượng phân biệt đối xử trong hàng ngũ kháng chiến. Thế nào mới là người yêu nước? Câu hỏi đó thường trực dằn vặt tâm trí tôi cho đến suốt đời. Bỏ tất cả, gia đình, nhà cửa, mọi quyền lợi đang có, ra đi cầm súng đánh Tây, ngã gục trước làn đạn của quân thù, vẫn hô to Việt Nam độc lập muôn năm,
hùng hồn tuyên bố trước khi nhận viên đạn bắn thẳng vào đầu của kẻ thù. Chúng tao là kẻ chiến thắng. Đó là trường hợp xảy ra với anh Đạo, đội trưởng đội tuyên truyền xung phong, trong vụ tử thủ nhà hát lớn Hải Phòng. Sự hy sinh như thế chẳng phải là tấm gương yêu nước đáng nêu danh muôn đời hay sao? Vậy mà tới nay, có lẽ ngoài tôi dâng lên hương hồn họ bằng bài viết, một nén nhang cho những người chiến sĩ văn nghệ vô danh, chẳng còn ai nhắc đến họ. Ôi, những Tử Giang, Kỳ Vẫu, Hãn Béo, Hãn Đen, những Kính Ngỗ, Thái Tổ, họ đã chết, chết rất sớm và không ít người còn bị mang cái tiếng anh hùng cá nhân tiểu tư sản. Chính những sự hy sinh cao cả của họ đã là nguồn cảm hứng để tôi viết những câu chờ chồng, mong con về ngày chiến thắng, trong Toán Quân Về đếm thiếu những ai, trong bài Trở Lại Đô Thành. Nó cũng là một báo hiệu về khúc quanh mới trong cuộc đời khốn nạn của tôi. Con đường văn nghệ, con đường sẽ dẫn tôi lên thác xuống gành, sứt đầu mẻ trán, kể cả suýt thân bại danh liệt. Lý do duy nhất, trái tim tôi không cùng nhịp đập với những kẻ nắm sinh mạng con người trong tay, mà đầu thì chứa toàn bã đậu, tâm hồn thì đen tối, bẩn thỉu. Hàng loạt ca khúc được viết trong thời kỳ làm lính, một cách để được nói thật với chính mình của canh thân Ngọc Bích, Việt Lang ở khu 3, của Đoàn Chuẩn, Hoàng Giác, Tô Vũ ở Việt Bắc và của tôi ở các đơn vị khu 3, Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn, ở khu 4, sau này đã bị những cú đánh chết tươi vì sặc mùi tiểu tư sản ủy mị, mất lập trường, thậm chí ảnh hưởng tai hại đến tinh thần chiến đấu của quân đội. Tất cả những gian truân đau khổ, chịu đựng vượt quá sức con người, đẩy họ tới những quyết định thề chết không cầm bút cầm đàn nữa, như trường hợp Việt Lang, Hữu Loan. Các bạn vừa nghe xong phần 3, Tiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 4.